số 3 Tấn Sinh, số 8 Trọng Hoàng, số 14 Hoàng Đức, số 21 Đức Chiến, số 16 đội trưởng Hùng Dũng, số 4 Tấn Tài và bộ đôi tiền đạo là Tiến Linh và Đức Chinh. Như vậy, Domino và Zunfiadi là những người đang đứng trước bóng. Zunfiadi pha dứt điểm đã không thắng được Văn Toản. Pha dứt điểm đầu tiên của trận đấu đã đến với Indonesia. Đây sẽ là quả phạt góc đầu tiên của trận chung kết dành cho U22 Indonesia. Đứng trước bóng là số 16 Sani Rizky. Sani Rizky không có lỗi, đó là pha lùi về tham gia phòng ngự rất hiệu quả của Đức Chinh. Asnawi và cắt bóng tốt của Tấn Tài. Sẽ có một quả phạt góc cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Người đã can thiệp cuối cùng đó là trung vệ đội trưởng số 2 Andy Sin, đang rất khắt khe với những tình huống va chạm của cầu thủ hai đội. Hùng Dũng, pha đá bóng của Nadio. Hoàng Đức rất mềm mại. Thêm một đường truyền của Hoàng Đức. Phong Duyên đến đâu? Tiến Linh vẫn còn không được. Hùng Dũng vừa rồi đã có phần hơi. Hùng Dũng vẫn còn. Trọng Hoàng, vẫn là Trọng Hoàng. Đức Chinh cú sút hay, có vào. Đức Chinh cho rằng bóng đã chạm vào những đầu ngón tay của thủ môn Nadio. Một pha xử lý chớp nhoáng của Đức Chinh trong vòng cấm của các cầu thủ U22 Indonesia. Hùng Dũng đã đâu, lại thêm một tình huống buộc Nadio phải đá bóng ra. Hoàng Đức, Hùng Dũng đã đâu, pha bật nhảy là của Thành Trung. Tình huống chọn điểm rơi rất tốt của trung vệ áo số 18. Rất hay, Hùng Dũng. Tiến Linh và U22 Indonesia. Hùng Dũng trao bóng vào. Đã đâu? Đó là Tiến Linh. Góc quay vừa rồi đã cho chúng ta thấy được gương mặt của Tiến Linh, nhưng có lẽ đó là Văn Hậu. Văn Hậu là người đã mở tỷ số cho U22 Việt Nam mở trận chung kết ngày hôm nay. Đúng là những tình huống cố định đang mang lại sự khác biệt rất lớn cho U22 Việt Nam tại kỳ SEA Games 30. Rất chính xác khi mà có đến hai chiếc áo trắng đã bật nhảy rất thoải mái ở tình huống công chiến vừa qua. Đó là Văn Hậu. Văn Hậu là người đã chạm bóng cuối cùng và đánh đầu tung lưới của thủ môn Nadio. Đó là bản lĩnh của các cầu thủ U22 Việt Nam đã được thể hiện rất đúng thời điểm. Rất bình tĩnh. Thành Trung, một tình huống mà trung vệ Thành Trung đã dâng cao. Hùng Dũng vẫn có đường truyền, dứt điểm không được. Đó là pha xoay người dứt điểm rất nhanh của Tiến Linh. Một chút nữa thì Tiến Linh đã có được pha dứt điểm nguy hiểm về phía ngành của Nadio. Phải nói là tình huống phối hợp rất ăn ý của các cầu thủ Việt Nam. Đây là Đức Chinh. Và cắt bóng của Đức Chiến rất hay. Hoàng Đức, Đức Chiến, Đức Chinh. Trước đó thì lẽ ra U22 Việt Nam phải được hưởng một quả đá phạt với tình huống bị đẩy từ phía sau của Hoàng Đức. Quả tạt là của Đức Chiến. Tiến Linh cú sút tình huống sửa lòng rất hiền móc của Hùng Dũng về góc xa khung thành của Nadio.
cách biệt hiện tại đã là 2 bàn cho U22 Việt Nam. Một pha triển khai tấn công rất chậm rãi nhưng mang hiệu quả cao nhất cho đội bóng Huấn luyện viên Park Hang-seo. Pha nhả bóng rất vừa tầm của Tiến Linh và Hùng Dũng đã có một pha sửa lòng không thể ngăn cản. Bàn thắng thứ hai của Hùng Dũng tại SEA Games 30 lần này và nó đến ở thời điểm rất quan trọng. Bàn thắng nhân tỷ số lên 2-0 của Hùng Dũng có thể sẽ đánh gục ý chí của các cầu thủ U22 Indonesia. Đến bàn thắng vừa qua của Đỗ Hùng Dũng, phải nói ấn của Đức Chiến, tiền vệ đóng vai trò đánh chặn của U22 Việt Nam ở trận đấu này đã có một tình huống đột phá bên hành lang cánh phải và có pha đưa bóng vào rất vô tầm cho Tiến Linh. Đứng trước quả đá phạt cho U22 Indonesia đó là số 15 Sadin. Sẽ là một quả phát bóng lên dành cho Văn Toản. Quả đá phạt của Hoài Đức. Trời ơi, không bao. 3-0 rồi. 3-0 và đó là Đoàn Văn Hậu. Cú đúp của số 5 bên phía U22 Việt Nam. Quá tuyệt vời. Và lại là một tình huống cố định mang lại sự khác biệt cho đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đến bây giờ với cách biệt 3 bàn thì chúng ta đang phải nói rất tiến rất gần đến với tấm huy chương vàng lịch sử ở đấu trường SEA Games. Và đá phạt rất khó chịu của Hoàng Đức. Thủ môn Nadio đã tư thế rất bị động ở pha cản phá vừa qua. Văn Hậu đã có mặt rất kịp thời ở góc xa khung thành và đã chuyển hóa cơ hội rất tốt này thành bàn thắng thứ hai cho mình trong trận đấu và là bàn thắng thứ ba trong trận chung kết dành cho U22 Việt Nam. Môn bóng đá của Việt Nam tại kỳ SEA Games 30 đang ngày càng trở nên hoàn thiện hơn cho bộ sưu tập của mình. Phải nói rằng ở lần thứ hai chạm trán nhau tại SEA Games 30 thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã chuẩn bị cho các cầu thủ U22 Việt Nam những phương án hết sức kỹ lưỡng và tất cả những phương án đó đều đã phát huy hiệu quả tối đa ở màn so tài này. Đường chạm bóng là của Đức Chiến. Bây giờ sẽ tiếp tục là một quả ném biên cho U22 Việt Nam. Có lẽ tinh thần của các học trò huấn luyện viên Indra Siafri đã ở mức thấp nhất. Hải Quỷ, Trọng Hoàng. Tài xác định là không có lỗi của Osvaldo. Vẫn là những pha bóng rất lăn xả của số 8 bên phía U22 Việt Nam. Lại với pha vào bóng vừa rồi của Osvaldo, chúng ta thấy một hình ảnh khá đáng tiếc khi huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài người Ả Rập Saudi Al Shamrani. Cần phải nói rằng kể từ đầu trận đấu đến thời điểm này thì trọng tài người Ả Rập Saudi đã có những quyết định có phần gây bất lợi cho các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Và với một vị chiến lược gia cá tính thì huấn luyện viên người Hàn Quốc chắc chắn sẽ không muốn bỏ qua những quyết định đó. Rõ ràng là những quyết định huấn luyện viên của trọng tài Al Shamrani đã khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo đã đi đến giới hạn về cảm xúc của mình. Bây giờ thì với chiếc thẻ đỏ trực tiếp thì huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo sẽ không thể trực tiếp chỉ đạo các học trò của mình. Nhưng chúng ta vẫn hãy tin tưởng rằng tất cả những phương án mà ông đã chuẩn bị cho các học trò trước thêm trận chung kết này vẫn luôn
rất đủ và rất sẵn sàng để phát huy hiệu quả bất cứ thời điểm nào trong trận chung kết. Thời gian của trận chung kết ngày hôm nay trên sân Rizal Memorial cũng không còn quá nhiều và cơ hội dành cho U22 Indonesia là rất thấp. Sự hiện diện của những nhà vô địch môn bóng đá nữ kỳ SEA Games 30 đó là các như vậy hiệp một trận đấu giữa hai đội U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã bắt đầu. Pha chuyền bóng lỗi là của Huỳnh Tiến Sinh. Cú dứt điểm rất nguy hiểm. Pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên trong trận đấu đó là cú đá của tiền đạo cắm Supachai. Pha tranh chấp hợp lý, vừa can thiệp là Triệu Văn Hưng. Hà Đức Chinh hạ bóng vào ngực khá hay, nhưng đáng tiếc là cú đá nối sau đó bằng chân phải của Đức Trinh lại không có được điểm tiếp xúc tốt nhất. Nhịp chơi nhanh là điều mà U23 Việt Nam đang có được, nhưng độ chuẩn xác trong tốc độ cao là điều mà chúng ta chưa thể đồng bộ. Chuyền bóng Hà Đức Trinh dứt điểm. Wow! Tỷ số được mở cho U23 Việt Nam. Một pha dâng lên chuyền bóng rất hay của đội bóng đá nữ và chúng ta đã có bàn thắng. Đường chuyền của đội bóng đá nữ thực sự là rất hợp lý, nhưng điều đáng nói hơn nữa là tình huống dứt điểm một chạm cực kỳ chuẩn xác bằng chân trái của Hà Đức Trinh. Đôi lúc vẫn bị cấn cá trong tâm lý dứt điểm. Pha ghi bàn thứ hai của Đức Trinh ở giải đấu lần này, bàn thắng rất quan trọng. Cú đá vào giữa hai chân của thủ môn Quang Nam. Pha chơi bóng có thể nói là xuất sắc của U23 Việt Nam, không chỉ ở đường chuyền của Đoàn Văn Hậu, cú dứt điểm của Hà Đức Trinh. Tôi muốn nói đến những tình huống di chuyển không bóng của Quang Hải và cả Hoàng Đức nữa. Quang Hải. Vẫn là Quang Hải đột phá. Chuyền ngược lên, chân chạy. Đó là Hoàng Đức. Pha đi bóng và chuyền bóng vừa rồi đúng nhãn hiệu của Nguyễn Quang Hải. Và còn đẹp hơn nữa khi pha xử lý ở trong là một cú bắt vô lề bằng chân trái đúng chân thuận của Nguyễn Hoàng Đức. Chúng ta xem lại pha đi bóng một đoạn khá dài của Quang Hải. Tình huống gợi nhớ đến pha phối hợp giữa Quang Hải và anh Đức ở chung kết lượt về AFF Cup vào tháng 12 năm ngoái. Cũng là một động tác xoay người lườn quá dẻo. Và cũng là một pha đá nối bằng chân trái giống như anh Đức. Của Quang Sơ luôn là rất mới lạ. Cả chuỗi những gì đã có trong năm 2018 cho đến lúc này vẫn tiếp tục một lần nữa được phát huy. Một tình huống ngẫu nhiên, Tấn Sinh lùi về va vào đối phương. Vâng, và thẻ đỏ dành cho Supachai. Một pha va chạm khiến cho cầu thủ áo đỏ rất đau, xuất phát từ bước lùi của Tấn Sinh, và chúng ta có lẽ cần phải có một góc quay chậm để hiểu thêm những gì đã xảy ra. Đây, chúng ta cùng xem một lần nữa. Đúng là Tấn Sinh có những bước lùi làm cho Supachai lỡ đà, nhưng anh chàng này cũng đã ức chế từ hiệp 1 rồi và có một động tác như là vung nắm đấm vào cầu thủ Việt Nam. Quang Hải đang đứng ở một vị trí thuận lợi từ tuyến 2, nhưng Thái Quy vẫn thực hiện đường chuyền vào trong. Dứt điểm 3-0 rồi. Vâng, phút thứ 63 và đã là 3-0 cho cầu thủ Việt Nam. Không loại trừ khả năng đây sẽ là chiến thắng đậm nhất của đội Việt Nam trước Thái Lan nhiều năm qua ở các cấp đội tuyển. Thành Trung đã có đủ thời gian để ngắm nghía và dứt điểm vào một vị trí mà thủ môn không thể bắt nổi. Bàn thắng thứ hai của trung vệ Thành Trung ở vòng loại. Đấy, khoác áo tuyển Thái Lan nghĩ gì?
Mọi chuyện đã thay đổi rất nhanh và chúng tôi đang mong chờ bàn thắng đưa tỷ số lên 4-0. Bình tĩnh. Quang Hải. Rất tiếc là chưa có bàn thắng đưa tỷ số lên 4-0. Danh Trung đã để lỡ và Quang Hải có một pha dứt điểm đúng tầm chân. Xác lập một kỷ lục thắng Thái Lan. Đối thủ lớn nhất của vua đông nam, nhưng chúng ta sẽ tự tin hơn rất nhiều khi bước vào các cuộc chơi. Ôi! Vẫn còn Quang Hải, chân trái tiếp tục dứt điểm, vẫn không được. Đường chuyền ngược lên Hồ Tấn Tài. Việt Hưng dứt điểm chân trái, không phải là chân thuận. Vẫn là Việt Hưng gầy gót. Và chuyền bóng ngẫu hứng của Quang Hải. Thanh Thịnh trả ngược, đập lông, quá ngoạn mục. Tỷ số là 4-0 cho U23 Việt Nam. Pha bóng có sứ mặt của hai cầu thủ vào sân hai người. Đây là giải đấu mà những pha đi bóng xuống góc trái sau đó đưa ngược lên là vũ khí rất đáng chú ý của U23 Việt Nam. Thanh Thịnh, Thanh Sơn đã có cú đặt lòng cực kỳ chuẩn mực. Và trước đó không thể không nhắc đến pha bóng rất nghệ thuật của Quang Hải. Hết giờ, U23 Việt Nam có một chiến thắng xuất sắc trước U23 Thái Lan. Chúng ta kiểm soát tốt trận đấu và có cách biệt lớn nhất trước Thái Lan trong lịch sử.